Chào nha anh chàng. Vâng, lâu lắm mới review điện thoại không? Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho em một con điện thoại gaming phone. Giá ra chỉ hơn 4 triệu trên Lazada sau khi áp mã nhé. Link mình sẽ để dưới video đây nghe. Đây, đến từ nhà UMIDG Bison 2. Đó. Thì con này có hai phiên bản là Bison 2 và Bison 2 Pro. Bison 2 Pro thì RAM nó nhiều hơn, ROM nó nhiều hơn. Mà giá nó chỉ chênh khoảng hơn 400 thôi, nên mình nghĩ là anh em nên mua con Bison 2 Pro. Đấy, video này mình sẽ review con Bison 2. Bọc cẩn thận nhá. Đó. Đây, ui. UMIDG, hộp màu vàng nhìn khá là thời thượng, thời trang. Steam logo này, Beyond Dream smartphone. Đây, để xem gaming như nào nhá. Xung quanh một màu vàng. Đấy, vàng không thôi. Đây sẽ có thông số này. Đây là bản thường thì sẽ là 6GB RAM và 128GB ROM. Công ty địa chỉ sản xuất đây, email mủng đây. Mặt dưới này, chi tiết những cái thông số đây. Mình nói qua thông số nhé, con này là MediaTek 6779 Helio P90, Android 12, RAM ROM này, dual SIM với thẻ nhớ này, pin này 6150mAh, màn hình 6.5 inch Full HD 1080x2400, camera lên tới 48MP cùng với cả camera siêu rộng với cả camera macro, camera trước thì 24MP vân vân. Đấy, network tần số các thứ đấy, địa chỉ đây, nguyên siêu như này nha anh em, full siêu, đơn giản thôi, chỉ là hai cái lớp băng dính và chèn chèn. Wow, nhìn wow, cái pin cầm nó nặng, nó hơi bị nặng luôn. Gaming và thiết kế nó cực kỳ hầm mộng. Wow, về đừng hỏi. Bison 2, sách giới thiệu. Ngoài ra, đó, hơn cái hãng gì đấy là không có củ sạc cắt sạc. Vẫn còn bọc siêu đây. Con này có sạc nhanh 18W nhanh em. Ngon chưa? Đó, trong tầm giá hơn 4 triệu. Điện thoại gaming. Đó, và tất nhiên là tai si rồi. UMIDG logo này. Tai si thì dây chống rối nhá. Dây nó tương đối là cứng. Với cả nó dày và nó không dài lắm. Đó. Ở dưới này không có gì. Rồi ngay khi cầm trên tay, ngay khi sờ lên tay ấy, thì mình thấy nó mát, kiểu kim loại nguyên khối luôn. Anh em nhìn bốn góc này, bốn góc đều là cao su này. Đấy, bốn góc đều cao su này, rơi thoải mái. Có luôn miếng dán màn hình đây này, tận tâm chưa? Không phải mang đi dán, không phải bọc thêm ốp lưng. Đây, những cái thông số chi tiết thì ở trên này hết rồi, như trên vỏ hộp thôi. Ai bóc cái lớp dán màn hình ra. Ui trời, wow. Con này mình thấy nó hầm hố hơn so với những con ở hãng điện thoại khác nhá. Nó dày hơn này, kiểu quân đội ấy, vừa gaming vừa quân đội. Đây là mặt trước màn hình 6.5 inch Full HD. Cam trước này, cam trước đã 24MP rồi, cùng với cả loa này. Cạnh dưới là có cổng sạc Type-C, mic. Cạnh phải này, Waterproof. Đấy, nó ghi luôn cái dòng chữ điện thoại chống nước cho anh em. Và có cái phím này này, cái phím màu da cam này là chúng ta có thể customize, tùy chỉnh được nhá, gán nút được, ví dụ như bật flash hay là bật những cái tính năng gì đấy. Ở đây có một nút nguồn này, cảm biến vân tay. Tăng giảm âm lượng, bấm nó nảy và nó nhẹ nhá. Và viền kim loại, sang chảnh đúng không? Cạnh trái cũng có một cái nút cam nữa. Hai nút cam shock prop, là vừa chống nước và vừa chống sốc luôn, rất hoành tráng. Và có khe, có khe sim ở đây. Và lưu ý là khe sim này chúng ta không cần phải tăm, không cần phải cái dụng cụ lấy khe sim ra. Dùng móng tay cũng lấy được luôn. Khe sim, khe thẻ nhớ ở đây. Con này sẽ một sim, một thẻ nhớ hoặc là hai sim nhá, không chung được. Ở khe sim có chữ sim card này. Cạnh trên vẫn có cái jack 3.5 tai nghe truyền thống, tuyệt vời. Cầm lên mát rượi tay. Và mặt sau, những thông số cũng in rất là chi tiết, 48, 18. Mic phụ lại để đằng sau này. Và có cả cái cảm biến đo nhiệt độ các thứ này, thì nữa mình sẽ test chi tiết cho anh em. Đây, cái nút custom 2 này, nút custom 1 này, nút nguồn này, loa dưới này. Mình không thích để loa ở mặt dưới này, tại vì khi mình đặt lên bàn như này thì nó sẽ có thể nó hạn chế âm thanh lên. Mình thích loa ở dưới này hơn. Bóc tiếp, bóc hết, lột hết. Đói, ba cái lỗ này nghe. Rồi, wow, đẹp chưa? Bison, hơn 4 triệu họ hoàn thiện khá tốt. Mình cũng review hãng UMIDG mấy con điện thoại rồi cũng ngon. Đó, Bison in phấn nổi nhá. Bật lên à, còn pin không? Màn hình Full HD 6.5 inch. Mình dùng bình thường 5.5 inch cũng thấy to rồi. Sạc nét. Hai xe, Android 12. Tất nhiên là có tiếng Việt rồi. Ngay những cái tiếng bật tắt này này thì mình thấy nó nghe cái tiếng bát ấy, đúng kiểu quân đội. Đây, mở khóa khuôn mặt luôn. Vừa vân tay, vừa khuôn mặt, vừa mã số đầy đủ luôn. Chạm nhẹ này, rung này, ổn phết. Mà cái cảm biến vân tay ở cái cạnh phải này cũng rất là tiện. Khi anh em mở xong, anh em có thể setup thêm cái vân tay này chẳng hạn này. Đây, ví dụ khi anh em cầm lên này, cầm lên thì nó mở luôn màn hình cho anh em. Đây, màn hình chính của chúng ta. Anh em thấy sao về cái màn hình Full HD này?
khá là nét đúng không? Đấy, tiếng bật tắt nghe nó đầm vãi chưởng. Ok, và anh em lưu ý lên đây là có ốp thêm cái chống sốc vào. Đó, có anh có thể tháo ra. Có vặn vít ở đây. Trọng lượng nhá, trọng lượng của em nó là 276g. Đó, thì nếu mà các chị em nào mà chân yếu tay mềm thì cầm con này thì hơi nặng tay. Và có một cái không thích lắm đó là cái nút này này. Cái nút customize này họ mà thiết kế lên trên này. Để đây, để khi chúng ta cầm. Đấy, để khi chúng ta cầm như này chẳng may nó không động vào những cái nút này. Đấy, thì hợp lý hơn. Đấy, anh em để ý này, những cái cạnh này thì chỗ nào mình thấy cũng có nút luôn. Đấy, bên này thì dưới này không có nút, nhưng mà lại vướng nút ở bên này. Chạm nhẹ phát là nó ăn luôn. Rất là nhạy luôn nhá. Đấy. Đấy, nhạy và mở cực kỳ nhanh. Đấy. À, có 3 nút điều hướng, dưới này mình tắt đi rồi. Mình dùng cái kiểu vuốt như này hay hơn này. Đấy, đang mở rất là nhiều luôn. Mà anh em thấy nó mượt không? Quá là mượt luôn, mượt thực sự luôn này. Đấy, mở cực kỳ nhiều app, nhiều ứng dụng luôn nhá. Đấy, đây, vớt từ trên xuống này, đa nhiệm này, cũng mượt, cực kỳ mượt mà. Và những cái icon của họ cũng thiết kế nó cũng to, đấy, nổi bật, đấy, rõ, to, rõ nét. Và mình sẽ cho anh em thấy những cái hay trên con này. Những ngoài máy tính hay là ghi âm hay là lịch đài FM nhá. Đấy, có cả đài FM và hát karaoke, những chữ nào mà bị giấu đi thì mình sẽ phải điền 91MHz. Đấy, đây, có rất là nhiều đài em cho nghe. Đấy, họ tự dò luôn. Đấy. Đấy. Thì không cần cắm tai nghe nữa nhá. Có nhiều đài FM phải cắm tai nghe mới dùng được. Tiện chưa? Đi đâu cũng có đài FM nghe. Mà mình thấy chất lượng bắt sóng em của con này khá tốt. Ở đây có cái mục tune box này. Hay cực kỳ luôn. Cái này để ngoài thiết kế cho anh em là gaming chơi game. Đấy, thì nó còn có kiểu cho anh em phượt đi phủng ấy. Đấy, điện thoại 5 triệu hơi bị nhiều tính năng luôn. Đây, kiểm tra độ ồn này. À, đây là đang khá là yên tĩnh, độ ồn ở trong nhà. Đấy, khi mình nói thì nó sẽ tăng lên này. Khá nhạy đúng không? Rồi, tiếp là cái flash light. Là, đây, đèn flash thì anh em đều biết rồi. Tiếp là cái, ở đây có nhiều cái kiểu thước đo lắm. Đây này, đó, đo cân bằng này. Hay là đo, cũng một cái kiểu thước đo cân bằng khác. Cái miếng dán này nó hơi bám vân tay. Đây, cũng kiểu đo này. Cái này đo gì đấy thì mình cũng chịu, mình không rõ. Anh em nào biết thì comment bên dưới nhá. Đây là kính lúp này, cứ phải gọi là đây. Ui, nét không anh em? Lúp soi hơi bị nét luôn. Đó. Đây, nét từng chi tiết luôn. Đấy, từng cái bẩn luôn. Đấy. Flash light này, đèn SOS này, cấp cứu này. Alarm này. Đó, nháy điên cuồng. Cái này là cũng kiểu cân bằng kiểu con lắc ấy. Trang bị nói chung là đầy đủ cho anh em là đi phượt phủng luôn, thước luôn này. Compact là bàn. Là bàn thì hầu như điện thoại nào cũng có rồi. Vesua. Thì cái này là đo cái gì đấy mình không rõ. Để anh em nào biết thì ấy nhá, đo cái như cảm biến nặng như sao ấy. Step đây, không cần vòng tay hay đồng hồ thông minh luôn. Đến bước chân luôn. Đây, mình đã đi được 33 bước từ khi sử dụng cái điện thoại này. 33 bước chân. Và cái này hay nhất này, đó là chúng ta sẽ đo được nhiệt độ, độ C, độ F luôn. Đây, đo nhiệt độ cơ thể người này. Đấy, đang 36 độ này anh em. Đấy, 359. Đấy, cái máy này đo là 364. Lệch cũng không nhiều lắm. Máy này cũng có sai số mà. Đấy, đo đồ vật không được không? Mà chúng ta sẽ chuyển sang đo đồ vật đây. Và đo. Đấy, 269. Máy đang, mình đang tải rất là nhiều game. Đấy, đây là 37 độ. Cái này mát này. 27 độ. Đó, cảm biến chỗ này mà. Và cái lock đây. Xem lại quá trình đo. Cái này mình nghĩ là rất ít smartphone có cái tính năng này luôn. Vừa đo người vừa đo vật luôn. Đấy, riêng cái mục tool móc này. Rất là nhiều cái hay ho để anh em nghịch. Và đây là mấy cái app ngoài mình cài vào nhá. Vừa cài cả đống game. À, còn có cả cái trợ lý Google cũng khá là hay đây. Ví dụ đây, anh em bấm vào. Ai đẹp trai nhất? Theo Tiền Phong, một Kim Tae-hyung là chủ nhân danh hiệu điển trai và xinh đẹp nhất thế giới năm 2000. Thời tiết Hồ Chí Minh. Trời chủ yếu có mây và nhiệt độ đang là 32 độ tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuối tuần ở Đà Lạt có mưa không? Có, dự báo có dông và nhiệt độ là 23 độ cho cuối tuần này tại thành phố Đà Lạt. Hà Nội cuối tuần có mưa không? Có, dự báo có dông và nhiệt độ là 29 độ cho cuối tuần này. Trợ lý thì quá tiện đúng không? Và một cái ưu điểm nữa trên con này đó là hai cái nút customize màu da cam đây cho anh em. Có nghĩa là một nút anh em sẽ gán được cho ba cái app. Đây, bấm một lần này. Mình gán là nó đang mở cái chụp ảnh ở dưới nước. Chụp ảnh dưới nước thì anh em không
không bấm được gì ở trên này. Chúng ta chỉ dùng những cái phím này để chúng ta chụp ảnh. Đây là đang quay, chuyển sang vay quay video này. Lên này, đó. Và bắt đầu chụp ảnh thì bấm vào đây thôi. Bấm ra, chụp được ảnh dưới nước. Tắt hết những cái cảm ứng trên này đi. Bấm hai lần này. Đó thì sẽ ra là trợ lý Google. Hay là gắn bên này nữa. Tổng là gắn được 6 phát. Bấm một lần là sẽ mở ra cái ứng dụng đo nhiệt độ này. Bấm hai lần là chụp ảnh này. Đấy, bấm giữ là mình đang gắn bởi radio. Bấm giữ ở đây là nó sẽ bật flash. Hai nút tiện thực sự ít máy có được. Cái màn hình kính ép họ làm gồ lên này thì rơi thì khả năng là hơi bị toa. Mặc dù viền thì chống sốc rồi. Ok, loa ngoài mình thấy là khá ổn và có bát nhá. Mình sẽ chấm 8 điểm cho con loa ngoài. Alo. Ok, mic tai nghe đều ok nhá, ngon, nghe rõ. Rất may là cái này nó làm ở góc này. Thì chúng ta cầm này, đấy, cầm lên như này. Thì cái loa của nó vẫn nghe to nha anh em. Để mình cho nó nhỏ bớt lại. Đấy, loa nghe vẫn to, không bị che loa. Còn về chơi những cái game thì với con chip này mà chơi những cái game nhẹ như này thì cần tất. Mình đã có test một vài game rồi, chiến được hết với cấu hình max setting luôn. 6.5 inch Full HD khá là đẹp. Màn hình to chơi vẫn sướng luôn anh em. Trước thì mình toàn dùng điện thoại 5.5 inch thôi. Đây mặc dù mở này, mở rất là nhiều đa nhiệm luôn mà nó vẫn chạy mượt mà luôn anh em, không đóng luôn này. Mình sẽ không đóng để xem nó có bị lag không nhá. Game này thì siêu kinh điển anh em đều biết rồi. Tất nhiên là mở nhiều này thì nó sẽ phải loát lại. Mặc dù 6GB. Mượt mà luôn này. Game setting này, display này, high quality nhá. Mới khởi động lại. Tất cả game để max setting xem con máy gaming này như nào. Mình nghĩ trong tầm giá mà dưới 5 triệu như này là quá ngon rồi. Đấy, hơi cực nhẹ đúng không? Có thể là do mở nhiều với cả mình đang đau tải game nữa. Cả đang đồ họa mắt setting nữa. Không vấn đề gì, trời ơi quá luột nà luôn. Rồi, luật đúng không? Rồi ơi, chỉ đoạn có một cái đoạn là hơi bị khựng một chút. Ok, không ta đài nhận chiến tiếp. Liên minh điện thoại nhá, game này thì cũng quá là đơn giản nhẹ nhàng rồi. Đấy thì mình test rất là nhiều game với cả đang tải game nữa thì sờ vào cái khu vực này nó gọi là nó không nóng lắm. Đấy, nó chỉ hơi ấm ấm thôi anh em. Đấy, đây khu vực trên này. Đấy, 377 có cái tản nhiệt này này nên nó sẽ làm mát máy cho anh em nào nghiền game có một sự lựa chọn một dòng máy gaming giá rẻ. Và mình thấy cái màn hình của nó cũng hơi dày, viền màn hình hơi dày này. Nhìn chung thì mình thấy màn hình con này đẹp. Đùa chứ tốc chiến thì mình không biết chơi, mình test cho anh em xem là chủ yếu thôi. Hay tốc biến kiểu FPS 30 nhá.
giờ. Sáu mươi này. Toang, toang. Toang. Ôi, hê hê. Đùa này, đấy nha anh em, 60 FPS đó, vẫn mượt nuột, combat không vấn đề gì luôn. Nói chung là game này cũng nhẹ mà. Không để làm không đủ để làm khó em này được. Đấy là mình còn không tắt những cái đa nhiệm đi đấy. Đây. Đa nhiệm vẫn là mầm luôn. Úi giời ơi. Free Fire. Free Fire thì mình nghĩ là nhẹ, yeah, game này chắc là nhẹ nhất rồi. Chiến tốt. Game này kể cả cho max setting đi nữa thì vẫn thừa sức đáp ứng được luôn. Mình không chơi game này, mình chơi PUBG thôi. Game này nhẹ thì hầu như là máy nào cũng chiến được. Không có một tí drop vào luôn nhá. Test chơi với khá là nhiều game mà máy vẫn hơi mấm thôi. Cái nhận là họ hoàn thiện khá là tốt. Bắt gì của anh em đây? Tắt mic đã. Okay. Ở mức HD và cao nhá. Để HD và cao, không chọn được hơn nữa. Nói chung thì cũng chưa thấy có hiện tượng drop gì cả. Đấm chay này. Rồi ngon anh em, PUBG cũng đơn giản thôi, không vấn đề gì. Đây cái game siêu kinh điển của anh em Call of Duty. Thì đây là một số game mà mình mới tải về test. Anh em muốn đi test những game nào nữa thì cứ comment bên dưới video này nhá. Mình sẽ tải về test cho anh em. Anh em thích mình test game nào nặng hơn những game này thì anh em cứ comment bên dưới để mình test. Game này thì mình cũng đang để max setting. Đó. Vào cảnh, vào đoạn đầu nó hơi khựng một tí. À, test cũng lâu rồi, chơi cũng lâu rồi, nên có thể đó cũng là một nguyên nhân gây drop một ít. Có hiểu bạn. Đấy, em thấy đồ họa đẹp không? Đẹp đúng không? Đang để max setting. Xóa tất cả đa nhiệm. Rồi. Nuột hơn rồi. Ok rồi, đây, giờ chúng ta vào cài đặt một chút đi. Đấy thì trong này sẽ có Smart Key đây. Customize hai cái nút này. Đấy anh em có thể chọn. Đấy, chọn là những app cơ bản và app đã cài đặt thêm. Đấy. À, chọn ấn một lần thì nó là nút nào, ấn hai lần thì nó là nút nào và giữ thì nút nào. Single click, double click, long press, bật tắt ba nút hay là anh em muốn kiểu vuốt tùy. Có rất là nhiều những cái chế độ chỉnh. LED light này, screenshot này, thanh ba này. Đấy, tùy chọn. Tiếp là pin đây. Từ lúc mở máy đến bây giờ là 90% và bây giờ còn 55%. À, tải rất nhiều game và test cũng rất là nhiều. Đấy, bộ nhớ này. Hầu như là toàn chơi trò chơi. Màn hình đây. Thì có cả giao diện tối luôn cho anh em. Đấy, trời tối hoặc là giao diện ánh sáng đêm, dịu mắt khi dùng trời tối. Hình nền này. Đấy, có cả hình nền động, cả trên top top luôn. Khá là nhiều hình nền đẹp nha anh em.
Ngoài ra còn cái cả hỗ trợ tiếp cận này. Đấy, đây rất là nhiều những cái tùy chỉnh bảo mật đây. Thì có vân tay này, mở khóa khuôn mặt này, hay là mã pin, hay là hình vẽ gì đấy, smart lock, mở khóa theo thiết bị điện tử trên đồng hồ, đấy, vân vân. Nói chung là rất là nhiều kiểu mở khóa, có thể xem các thứ. Cũng có cái an toàn khẩn cấp này, cho anh em đi phượt. Rồi có cái Dura Speed này này, tăng tốc ứng dụng nhá, để máy chạy nhanh hơn, khá là hay. Có ngôn ngữ nhập điệu cử chỉ này, tắt mở máy ảnh các thứ này. Android 12 này, Bison 2, CPU, RAM, ROM. Tiếp đến chúng ta nói sơ qua về cái máy ảnh đi. Thì có Flash này, có AI nha anh em. AI chụp màu nó rực rỡ hơn, nó chuẩn hơn. Nó nhận biết theo hoa hay theo người. Có HDR này, cài đặt của hình ảnh đây. Đây là cam sau. Cam sau thì đây, lên tới đó, lên tới 48 megapixel. Có chống rung, có đồng dấu ảnh, có bản quyền các thứ vân vân. Đấy, cam trước thì tối đa 24 megapixel. Zoom 1x và zoom 2x. Đó, quay video lên tới 4K luôn anh em. 4K và Full HD. Chụp BLT này, chụp portrait, thiết lập đây, và chụp extra, có chụp đêm, chụp pro và chụp chuyển động chậm, ba kiểu chụp. Quay video cam trước thì được Full HD luôn nhá, cam trước 24 megapixel. Nó sẽ lấy nét ở cái chữ đằng sau, Sony, còn chữ ở phía trước thì bị nhòe nha anh em. Ảnh macro này, ảnh macro zoom lên này, đó, tất nhiên là sẽ có noise rồi. Đấy, nhưng mà chụp màu sắc khá là tươi tắn, đẹp, rực rỡ. Chụp thường có AI đây, nó sẽ chụp cây cối nó nổi bật hơn. Màu sắc cỏ này, xanh này, khá tươi. Đây là chụp có HDR này và không HDR. HDR thì màu nó ảo diệu, nó rực rỡ hẳn lên. Đây macro này. Chi tiết, rất là chi tiết, rõ nét. Một số bức ảnh chụp cam thường, zoom lên rõ nhá. Mình thấy 48 mega như này ngon này, zoom lên cực kỳ rõ từng chi tiết. Tổng kết lại thì cam mình đánh giá là ổn, chưa phải xuất sắc, nhưng mà chụp được, quay video được, làm vlog được. Ok, đây là mình đang quay video ở chế độ Full HD 1920x1080. Đó thì mình vừa đi vừa quay nhá. Ngược sáng này. Anh em muốn xem 4K thì mình để link video 4K ở dưới nhá. Ở dưới mô tả video này nhá. Hệ thống làm mát Liquid Cooling System 2.0 có cái chất lỏng làm mát version 2.0 Power VRGM 9446 CPU này sẽ giúp cho độ chạy thấp, chơi game sẽ được mượt mà, ít bị drop FPS. Ngoài ra có viên pin lên tới 6150mAh, cùng với đấy là có sạc nhanh 18W, có NFC giúp anh em thanh toán tiện hơn này, hỗ trợ Google Pay. Đây mình đo benchmark SingCore 377, MultiCore là 1501. Đây thông tin hệ thống, đầy đủ chi tiết ở đây nhá. Chi tiết điểm đây. MultiCore. Điểm single này. Multicore đây. So sánh này. Modem CPU OS. Những thông số chuẩn luôn nhá. Và đây là điểm 3D này. 1282 điểm. Đó. Chi tiết ở bên dưới này. 34%. CPU, pin, nhiệt độ. Thế mình đánh giá trong tầm giá này thì ổn. Có cái game này thì cũng hơi nặng một chút. Thỉnh thoảng nó bị khập, nó bị drop. Đồ họa game này thì khá là cao và đẹp. Đồ họa 3D. Đó. Thấy chưa? Loa đằng sau này thì sẽ chạm vào đây thì nó sẽ hơi bị nhỏ. Có một cái nữa mình quên chưa giới thiệu, đó là ở đây có cái đèn LED nhé. Đó, đèn LED thông báo khi có tin nhắn hay là cuộc gọi nhỡ gì đấy, nó sẽ nháy ở đây. Đây, game này thì chơi được trên tay cầm này. Đấy. Game này thì chơi phê lắm, anh em thử tải về và chơi. Bao sướng luôn. Phê không nghe. Anh em tải ứng dụng Tap Tap thì về tải những game mà phù hợp với cả cái Game Pass này. Game này thì Brawl Stars thì game này thì cực kỳ là hot, nổi tiếng ở trên PS4.
có bộ combo như này. Thành game thủ luôn. Mình là thằng cao bồi nhá. Lấy đạn ạ. Chết rồi. Chưa quen tay, chưa quen tay. Bom này. Đây rồi, bom rồi, bom rồi. Ném. Chết. Đùa. Đợi vũ khí đã. Đây, vũ khí đây. Bọn này có vũ khí rồi thì bọn này tuổi tôm. Game này chơi online vui lắm, đối kháng. 1v4 cũng được, 1v1 được, 2v2 cũng được. Có nhiều kiểu. Ấy nha. Nhau rồi. Úi xời, anh em mình thấy bay điệu nghệ không? Chết xời, một pha chết hai luôn. Okay. Game này mình là chùm rồi. Ấy, nhất luôn. Chơi vớ vẩn đáng đây, đây là mình đang chơi qua hai màn hình nhá. Chơi qua hai màn hình thì khó. Đây, đồ họa full luôn nhá. Đó. Con Call of Duty, đồ họa full. Đây, có ốp này, cho vào cái tay cầm này vẫn vừa luôn. Cái game này chơi rốt. Để chơi trên cái tay cầm gamepad này. Đó anh em, đồ họa mức cao nhất nhá. Chơi khá là mượt luôn. Mà đẹp, màn hình rộng, to, đẹp, chơi mượt. Chưa thấy bị drop. Chơi trên màn hình to như này mới sướng nhưng em. Bây giờ mình sẽ drop test anh em. Drop test xem có vỡ không. Thả xuống nước xem chống nước của nó như nào. Ôi no, để video sau nhá. Anh em đón chờ video sau. Rồi ok, đó là bài đánh giá cũng khá là chi tiết con Bison 2 này từ nhà Umijiji. Thì link mua sản phẩm này mình để dưới video nhá. Nói chung là trong tầm giá mà hơn 4 triệu thì mình thấy khá là ngon. Chơi game ngon, mát. Ngoài cho anh em game thủ thì còn cho anh em đi phượt phủng nữa, có nhiều app hay, ứng dụng hay. Với cái chip này thì mình thấy nó xử lý khá là mượt mà những cái tác vụ và đa nhiệm của nó ngon. Rồi, anh em nghĩ sao về sản phẩm này? Để lại bình luận dưới comment nhá. Mình thấy khá đáng tiền. Ok, cảm ơn thôi video này. Bye bye anh em. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình nhá. Và có thể trong đợt sự kiện tới 11 tháng 11, 11 tháng 12 thì mình có thể giveaway những con điện thoại mà mình đã review nhá. Bye bye anh em.